A Di Đà Phật. Kính thưa thầy trụ trì chùa Bát Nhã, thầy trị sự Nhuận Bi và quý thầy, quý chú và tất cả quý Phật tử tại giảng đường tri thủ chùa Bát Nhã hôm nay. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2019. Tại chùa Bát Nhã của chúng ta có một buổi khóa tu thọ bát con trai hàng tháng. Quý vị có khỏe không? Khỏe ha? Dạ. Quý vị tu từ sáng giờ có mệt không? Không mệt ha? Tu khoảng cỡ 10 ngày chứ còn có ngày mà mệt gì? Phải không? Nhuận Bình rất hân hạnh được ngồi ở đây. Nhuận Bình ngồi ở đây là lần này là lần thứ hai. Như lần trước là mấy năm trước á, Nhuận Bình có nhớ có ngồi lần rồi phải, quý vị có nhớ không? Có nhớ ha? Dạ, Nhuận Bình ngồi lần này là lần thứ hai ngồi ở đây. Nhưng mà lần này thì thấy trang trọng quá. Phải, quý vị thấy trang trọng không? Thì hôm nay Nhuận Bình rất là vui khi về được lại chùa Tổ, về lại chùa Tổ rồi được ngồi lên đây với quý huynh đệ rồi quý Phật tử của chùa tâm sự những cái gì mà mình học được. Thì đó là một điều rất là hạnh phúc, không hạnh phúc không có gì bằng. Mà khi mà thầy trò huynh đệ ngồi với nhau ôn lại những lời Phật dạy, ôn lại những giáo lý của Phật, thì đó là cái hạnh phúc của người tu. Mình ôn lại để mình làm sao mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta bớt đi những cái phiền muộn, để cuộc sống được an lạc hơn. Thì đó là cái vấn đề chính của mỗi người tu, chứ không phải là mình tới đây để mình nói chuyện thị phi, hoặc là mình để mình tới mình ăn cho ngon, hoặc là mình ngủ cho kỹ rồi này kia. Mấy cái đó là chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện chính là chúng ta tới học được những điều của Phật, mình sử dụng trong cuộc sống. Thì thời gian quý vị thấy nó rất là nhanh. Nhanh không? Nhanh. Nhuận Bình nghĩ là về đây cứ nghĩ là những cái hình tượng mà lúc mà Nhuận Bình còn nhỏ ở đây á, không biết ở đây không biết còn những vị mà hồi xưa không à? Còn không? Còn những cái Phật tử mà hồi xưa mà thấy Nhuận Bình làm chú tiểu ở đây không? Không biết còn, không biết. Nhưng mà quý vị biết ở đây Nhuận Bình nhớ cô Diệu Tiên ha. Bác Diệu Tiên, bác bị bệnh đang nằm bệnh viện, quý vị thấy nằm bây giờ bác rất là yếu rồi. Thì bác Diệu Tiên là một trong những vị mà hồi xưa nấu cho Nhuận Bình rồi mấy chú, mấy thầy trụ trì ở đây ăn mỗi bữa, thì mà bác duy trì đến bây giờ. Thì quý vị biết là cái thời gian nó rất là nhanh, nó rất là nhanh. Cuộc đời là mình có hợp rồi có tan, nó rất là một cái bánh xe luân hồi, thành tụ hoại không, sanh gì đấy, sanh lão bệnh tử. Đó là một cái quá trình luân hồi mà ai cũng trải qua hết á, ai cũng trải qua hết á. Mà bên trong cuộc sống mình mở mắt ra là mình lo cuộc sống, tiền bạc danh vọng, để đến khi mà mình tỉnh lại một cái là mình kêu nó đã trải qua lâu lắm rồi. Nhưng mình nghĩ là Nhuận Bình hồi xưa về đây cứ nghĩ là mình là chú tiểu không à, mình đâu biết là mình già đâu. Cái đệ tử Nhuận Bình nói đi, thầy nghĩ là thầy còn trẻ lắm hả? Đấy, mà lúc biết mình là mình đã già. Thì quý vị thấy là đi về đây á, thì những vị mà Phật tử trước á, thì cũng đi rất là nhiều, cũng đã ra đi rất là nhiều rồi, cũng dời thay đổi rất là nhiều, chùa cũng thay đổi rất là nhiều. Thì nói về cái cuộc hợp tan thành tù hoại không á, Nhuận Bình nói về một cái vị thiền sư. Hôm nay Nhuận Bình nói quý vị một cái bài thơ của thiền sư Đơn Hà. Vị thiền sư Đơn Hà rất là nổi tiếng mà trong cái dòng thiền. Thì quý vị có khi nào nghe tên của ngài chưa? Chưa phải không? Ngài thiền sư Đơn Hà là một trong những thiền sư mà gây nhiều ấn tượng nhất. Ngài rất là nhiều ấn tượng trong phái thiền. Mà nói đến những cái ấn tượng đó thì không có thiền sư nào mà làm được hết á.
chỉ có ngài này, Đơn Hà ngài mới làm được. Thì thiền sư Đơn Hà là một trong những thiền sư khi ngài bắt đầu đi vô chùa để mà tu thực tập á, thì có một vị thầy muốn quy y cho muốn quy y, thì ngài thiền sư Đơn Hà này muốn có một cái tên. Thì quý vị khi mà quý vị vô chùa á, cái mà căn bản nhất của người Phật tử là cái gì? Tam quy và ngũ giới, phải không quý vị? Tam quy ngũ giới là cái căn bản nhất của một người Phật tử. Chúng ta muốn đi vô chùa, muốn tìm hiểu cái gì sâu xa hơn, những cái phương pháp tu học đó, thì chúng ta phải quy y đã, hiểu tam quy ngũ giới trước cái đã, rồi chúng ta mới bắt đầu học tiếp. Thì cái vị thiền sư Đơn Hà này á, thì ngài cũng vậy, ngài vô chùa thì vị thầy muốn đặt cho ngài một cái pháp danh. Nhưng đến khi mà truyền giới hoặc là đến khi mà đặt cho ngài pháp danh á, thì ngài không chịu nghe, ngài bịt lỗ tai, ngài bỏ, ngài chạy, ngài không chịu nghe. Mà Nhung Bình nói vậy là không phải là khuyến khích quý vị không quy y nha. Chúng ta là người không, mình không có kho so sánh với thiền sư được. Mình là phải quy y, mình phải nghe pháp, mình phải nghe thọ giới. Còn ngài Đơn Hà này là ngài thiền sư này, ngài nghe cái là ngài bịt lỗ tai, ngài chạy. Thì khi mà ngài chạy xong rồi thì ngài đi tới một cái đến khi một bữa sau ngài leo lên trên mấy cái tượng á, ngài đi tới một cái chùa, ngài leo lên cái tượng A La Hán, ngài trèo lên đó ngài chơi. Tại vì nhỏ mà quý vị, thường thường là chú tiểu là nghịch dữ lắm. Quý vị ở đây có mấy chú tiểu quý vị biết rồi, chùa mình có nhiều chú tiểu không? Có phải không? Chú tiểu là thời chú tiểu là nghịch dữ lắm, hồi Nhung Bình ở đây cũng là rất là nghịch. Quý vị biết là ngủ mà bỏ chao thúi mới quẹt qua lỗ mũi bịt men lại. Quý vị rất là nghịch, mà đã làm chú tiểu là nói chung là ai mà không nghịch bằng chú tiểu. Nghịch dữ lắm, mà tuổi trẻ mà. Nên chị khi mà ngủ dậy đập quẹt chao thúi nơi lỗ mũi xong rồi đập dậy. Đập dậy rồi bắt đầu mới cứ nghĩ là tại sao mình ngủ mà tại sao mình làm bậy vậy, tại vì không có phải. Thì ngài thiền sư Đăng Hà này, ngài leo lên trên trên những cái tượng La Hán á, thì Mã Tổ mới thấy vậy, mới đầu mới quý thầy mới kêu ngài Mã Tổ là vị trụ trì của chùa đó, kêu ra nói có một thầy nào, một chú tiểu nào mà leo lên rất là nghịch, mấy vị tượng La Hán là leo lên cùng hết. Thì bắt đầu ngài Mã Tổ ngài mới kêu dậy, kêu xuống. Kêu xuống thì bắt đầu ngài kêu bằng cái tên là Đơn Hà Thiên Nhiên xuống đây con. Thì bắt đầu ngài đó mới leo xuống lạy ngài Mã Tổ là cảm ơn thầy đã cho con cái pháp danh đó là Thiên Nhiên. Còn Đơn Hà là cái địa danh của cái núi Đơn Hà, còn Thiên Nhiên là cái tên của ngài. Nhưng mà sau này á, người ta trong lịch sử, trong những sách vở, người ta chỉ đề là Đơn Hà, thiền sư Đơn Hà, cho họ không có nói là thiền sư Thiên Nhiên mà là thiền sư Đơn Hà. Nhưng mà từ khi ngài có cái pháp danh là Đơn Hà Thiên Nhiên rồi đó, thì có một cái câu chuyện mà ấn tượng. Nếu mà ai mà tu thiền á, mà nhắc đến ngài Đơn Hà Thiên Nhiên này á, thì là biết được cái mẫu chuyện đó. Mẫu chuyện đó là một hôm ngài đi tới một cái ngôi chùa, thì chùa thì thường thường là xin ngủ lại đó. Thì chùa này rất là chật, tất cả các phòng đều đầy hết rồi. Tất cả các phòng đều đầy hết. Cho nên thì thiền sư Đơn Hà mới xin vị trụ trì á, thưa thầy cho con lên ngủ ở chánh điện. Thì tối vì ngài thiền sư Đơn Hà ngủ ở chánh điện lạnh quá, ngài chịu không nổi, ngài đem tượng Phật ra ngài chẻ, ngài chặt ra từng khúc khúc rồi bắt đầu ngài mới đốt để sưởi ấm. Thì khi mà thấy lấy thương vật chạy ra thì mấy chú tiểu với mấy thầy trong chùa hoảng hốt hết, bắt đầu mới kêu vị trụ trì ra. Vị trụ trì ra thì vị trụ trì ra mới nói tại sao mà tượng Phật mà đem chẻ mà đốt hết vậy. Thì cái vị thiền sư Đơn Hà mới nói là đốt để tìm xá lợi, mà tượng gỗ làm gì có xá lợi, phải không quý vị? Đốt để tìm xá lợi. Thì ngài trụ trì nói là tượng gỗ làm gì có xá lợi, kêu nếu mà không có xá lợi thì con sẽ thỉnh thêm vài tượng nữa để đốt để tìm tiếp. Thì từ đó có một cái câu nói á, Đơn Hà
thiêu một Phật viện chủ Lạc Mỹ Lao. Là có nghĩa là cái gì quý vị biết không? Là ngài đơn hà đốt tượng Phật. Cái ngài viện chủ á, sợ quá rồng lông mi hết. Thì cái đó là cái câu nói đó, nếu mà nói về thiền á, thì ai cũng biết cái câu nói đó hết á. Tại vì quý vị biết là cái việc mà đốt tượng Phật á, là nằm trong ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội, quý vị có biết ngũ nghịch tội không? Phải không? Giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, đốt tượng, đốt chùa, làm tất cả những cái vị trong chống bất hòa, không có hòa với nhau, đồng chống á, thì đó là những cái đại tội ở trong đạo Phật. Đó là những cái mẫu chuyện mà nói về ngài thiền sư Đơn Hà. Thì Nhung Bình muốn nhắc về ngài thiền sư Đơn Hà ở đây á, là Nhung Bình để Nhung Bình đọc lên cái bài thơ mà tuy là ngài là một trong những thiền sư có những cái khác người như vậy, nhưng mà khi ngài đi tu xa đó, ngài đứng nơi một cái bờ sông, ngài nhìn về quê nhà, ngài làm một cái bài thơ, mà bài thơ đó rất là hay. Thì Nhung Bình mượn bài thơ của ngài nói lên những cái nỗi niềm của những người mà đi xa nhớ về quê hương. Thì cái bài thơ của ngài viết là: Nhã thấy Hồ Châu chẳng dám qua, vườn xưa liễu biết hiện quanh nhà, đau lòng nước mắt nên rời tục, người thân vẫn ở tít mù xa, ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cọ, mười năm giác ngộ một ca xa, buồn vui lời cạn rừng yên vắng, tuyết sạch non tơ dưới nắng tà. Đó là cái bài thơ của ngài viết khi ngài đứng nơi cái bờ sông, ngài nhìn về cái quê hương đất nước của ngài. Thì Nhung Bình đọc lại cái bài thơ này, rồi Nhung Bình nói một vài câu trong cái bài thơ này cho quý vị hiểu. Nhã thấy Hồ Châu chẳng dám qua, vườn xưa liễu biết hiện quanh nhà, đau lòng nước mắt nên rời tục, người thân vẫn ở tít mù xa, ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cọ, mười năm giác ngộ một ca xa, buồn vui lời cạn rừng yên vắng, tuyết sạch non tơ dưới nắng tà. Thì trong cái bài thơ này có hai câu, Nhung Bình chỉ nói lấy ra hai câu. Nhung Bình nói lên cái cuộc đời hợp và tan cho quý vị hiểu được cuộc đời này không có gì mà chúng ta phải bám víu. Đó là hai câu là: ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cọ, mười năm giác ngộ một ca sa. Thì hai cái câu này quý vị thấy nó rất là hay không? Ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cọ là có nghĩa là chúng ta đi khắp nơi, mình cuộc sống từ khi mình sinh ra đến khi mình đi vô trong cái quan tài đó, thì mình chỉ đi trên đôi dép thôi, phải không quý vị? Có những người không có đôi dép mà đi nữa không? Quý vị đi qua bên Ấn Độ là toàn là mấy em thấy chạy chân không không thôi á. Thời Đức Phật chỉ là đi chân không thôi, chứ ngài không có đi dép nha. Bây giờ mình đã dép rồi, mình còn không có vừa lòng nữa. Dép phải dép kiểu, mà dép kiểu không có chịu, còn dép hiệu nữa kìa. Mình đòi đủ thứ hết đâu không quý vị? Vừa rồi Nhung Bình đi qua Myanmar, thì người ta rất là tôn kính. Đi vô chùa là phải bỏ dép từ ngoài cổng. Mà bỏ dép rồi không phải là bỏ dép không đâu, mà phải cổi vớ, cũng không được mang vớ nữa. Mà quý vị biết là từ ngoài cổng chùa mà đi vô trong chùa nó rất là xa, mà cát này, đá này, lỗm chỗm này, trời nắng này nó nóng. Mà những cái đôi chân ngọc, chân ngà của quý vị mà kiểu như mà chăm sóc kỹ ha, là thôi á. Mà quý vị biết là phải cởi hết giày vớ, cởi ra hết, đi chân không đi vô. Không phải là quý vị mình đi vô tới đây rồi mình mới tháo dép ra. Còn ta tháo từ ngoài cổng chùa kia, ta đi bộ vô. Mà nghe nói là Tổng thống Obama mà đi tới đó là cũng phải y chang như người dân ở nước đó vậy, cũng phải bỏ dép, bỏ giày ra hết, phải đi bộ vô. Người ta nói là đôi vớ của mình nó cũng dơ chứ không phải là nó sạch, nên chỉ phải cởi hết ra đi chân không mới được. Thì
Thì Nhung Bình nói là cái cuộc sống của mình á, đi khắp nơi à, phiêu bồng ngàn dặm muôn dặm đi chỉ có hai đôi dép thôi à, mà đến khi vô hòm thì cũng phải bỏ hai đôi dép nó lại, không có gì là quý hết, không có gì quý hết, phải không à, ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cọ, cái đôi dép cọ của ngài thôi à, 10 năm gì nữa hả, 10 năm giác ngộ một ca ta à, ở dưới thì đôi dép mà ở trên thì gì à, một cái à, bộ đồ thôi, một bộ đồ thôi, đi khắp nơi à, không có gì là quý bao hết. Cuộc đời này hợp tan à, mình tới đó mình ví dụ như mình à, lặn lội, ví dụ như những người đa số những người đi qua Mỹ á, 10 người hết 8 người là đi hai bàn tay không rồi, phải không quý vị à, đi hai bàn tay không rồi. Nhưng mà qua bên đó ở một thời gian thì có nhà, có xe, rồi có tiền gửi về người thân, rồi đầy đủ hết, phải không à, nhưng mà đến khi xuống thì cũng không có đem gì đi theo hết. Thì à, thì vị thiền sư thì có như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy từ đó chúng ta thấy à, nếu mà ai mà hiểu được hai cái câu thơ này á, thì chúng ta sống thoải mái lắm à, sống rất là thoải mái à, chúng ta giác ngộ được hai câu thơ này là chúng ta không có cần gì nữa à, chúng ta sống rất là thoải mái, an lạc mọi lúc mọi nơi à, mình thấy cái cuộc đời của mình á, nó có bao nhiêu lần vui. Quý vị thấy à, cuộc sống của mình có bao nhiêu lần vui? Mới sinh ra là vui hả? Có vui đâu, khóc què què biết đâu mà vui. Sinh ra khóc què què, khi mà ra rồi á, mẹ mới vui, phải không quý vị? Cho trước đó là mẹ đau dữ lắm, phải không? Mà con khóc ra khóc què què có đâu mà vui, phải không à, nhưng mà cái vui của vị ví dụ như là khi à, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta lớn lên thì chúng ta không biết, nhưng mà khi à, đầu à, trung học, phải không quý vị ha, mình thi đầu là mình vui, vui lần thứ nhất. Đến khi mình đầu đại học là mình vui lần thứ hai, phải không à, quý vị những có ai mà có điều kiện là có phước duyên thì học lên cao học, học lên tiến sĩ à, học lên sâu tiến sĩ. Nhưng mà ai không có duyên á, không có đầy đủ á, thì lúc đó bắt đầu đi ra cái tuổi đó là tuổi đi ra rồi, dòm ngó rồi đó. Dòm ngó gì? Coi người nào đẹp đẹp là mình liếc một cái, rồi cái đầu mà mình chọn cho mình kéo một cục nợ về, hả quý vị à, nó kéo cục nợ về à, kéo cục nợ về thì lúc cái tuổi đó thì vui lắm, không biết gì hết, không suy nghĩ gì hết á. Cái tuổi đó thì mình à, chỉ biết là coi ai đẹp thôi, ai dễ thương thôi, cũng suy nghĩ mà. Không biết thời này thì nó khác nha, thời này mấy đứa 12, 13 tuổi nó giỏi dữ lắm, cái gì cũng biết hết á, chứ không phải cái thời mà như mấy bác, mấy cụ ở đây thì nó còn cổ hủ nữa. Mà thời của Nhung Bình á, hồi xưa thời Nhung Bình, mấy bạn Nhung Bình sao Nhung Bình không có biết á, nhưng mà Nhung Bình học đại học, Nhung Bình ngáo kinh khủng lắm, không biết cái gì luôn. Như ở đây Nhung Bình thấy cô đây này, cái cô ngồi đây này là học cùng với Long Nhung Bình á, mà Nhung Bình cũng không ngờ mà bữa nay cô tới cô tu. Đây cô này là cái cô này là học cùng đại học với Nhung Bình, học đại học sư phạm á à, Sài Gòn cùng một lớp, mà hôm nay cô tới đây Nhung Bình mới hôm tới thấy cũng có giật mình. Giật mình là sao? Là tại vì cùng học hồi xưa là cùng học một lớp à, đại học sư phạm, nhưng mà à, trong lớp á, người thì đi làm cái này, người thì đi làm cái kia, ít ai mà biết đến Phật pháp lắm. Mà đến cái tuổi này nữa, cái tuổi này là tuổi gì? Tuổi lo cho gia đình, phải không à, cái tuổi 40 là bốn mấy là cái tuổi lo cho gia đình, mà để gia đình mà vô chùa tu là Nhung Bình rất là mừng, ngạc nhiên là mừng là tại vì trong lớp mình cũng có người biết Phật pháp. Để vô lớp nó là mười mấy hai chục người, mà giờ có lớp con người với Phật pháp là mừng. Thì quý vị thấy là nếu mà đến cái tuổi học xong đại học rồi đó, là cái tuổi là bắt đầu đi ra ngoài nhìn coi thử ai mà vừa mắt của mình á, là bắt đầu mình chọc mình ghèo, mình làm của mình, phải không à, mình làm của mình. Mà khi làm của mình rồi á thì sao? Nếu mà được của mình rồi thì lên xe hoa, phải không quý vị? Ngày hôm qua là chùa mình là có một người lên xe hoa đó, phải không quý vị? À, có vị đây có đây dự đám cưới không? Có phải không à, một người lên xe hoa thì à, lên xe hoa là vui lần thứ ba, phải không? Nhưng mà chưa chắc vui đâu nha, có vui không
Nhưng mình nghe nói á, là gì? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, phải không? Nhưng mà nghe nói vậy đó, sao mình không yêu, mình không biết, nhưng mà mình nghe nói là lúc mà tán qua tán lại rồi ngồi gốc chuối bụi cây gì đó thì nó mới đẹp thôi. Còn mà khi mà lên xe hoa mà đi về rồi đó thì nó còn đẹp nữa không? Vẫn đẹp không? Vẫn đẹp. Ở thời gian rồi nó mới, khi mà nó ở chung với nhau vài tháng vài năm thì mới biết cái xấu với nhau, thì lúc đó mới cho nên Đức Phật dạy á, khi mà hai vợ chồng mà cưới nhau á là phải có một điều, điều đó là gọi là vợ chồng coi nhau như tân, như tân là mới á, là có nghĩa là khi nào mình cũng coi chồng mình là giống như một người bạn mới quen vậy, và khi nào mình cũng quen người chồng của mình, người vợ của mình như là hai người mới quen nhau vậy thì mình mới giữ hạnh phúc được. Chứ còn mà nói ở trong phòng mình cứ giải đãi, mình show up, mình là đưa những cái xấu của mình ra rồi mình nói có ai đâu, cái ông làm gì kỳ vậy, có ai đâu, đây là chồng tôi mà, hoặc là vợ tôi mà, có gì đâu mà phải ngại. Nhưng mà vô tình những cái đó đó làm cái cuộc sống của mình càng ngày càng càng mất đi hạnh phúc, tại vì thấy đi những cái xấu nó lề mề. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy là khi mà cưới nhau á, mình phải giữ nhau như tân vậy đó. Thì khi mà lôi cái cục nợ về rồi đó nhưng mình không có mình cục nợ, mà mấy vị ngồi ở dưới nó là trời sướng chết mà thầy biểu cục nợ không, ai không có là chịu không được á. Thì khi mà lôi về rồi đó thì sống với nhau một thời gian thì lúc đó là sao? Lo cho con, phải không? Lo cho con, lo cho con xong rồi đến cái tuổi lo cho lo cho cháu, phải không? Lo cho cháu xong rồi nên sao? Bốn dài hai ngắn, phải không? Lúc đó là lên xe hoa lần cuối cùng. Lên xe hoa này là không phải đi một mình, là nhiều người đưa, phải không? Thì cuộc sống của mình thì nó cứ như vậy, nó như vậy đó quý vị, nó như vậy. Nhưng mà như vậy thì mình thấy là nếu mà mình hiểu được như vậy thì quý vị thấy cái cuộc sống ở bên Mỹ đó, người ta sợ nhất á, là bill. Ta sợ nhất là bill. Ta mở mắt ra là ta phải phải thấy lo đi làm để bill nó về mà trả. Mình đầy đủ lắm, nói trong cuộc sống ở Mỹ rất là đầy đủ. Ở đây có ai có Việt Kiều Mỹ ở đây không? Có không? Có hả? Có, nhưng mình nói khác. Không, nói vậy cho thời buổi này rất là hiện đại lắm. Quý vị thấy hiện đại không? Ở đây là cho biết hết bên Mỹ đó, FaceTime, Facebook, rồi Viber, 70-80 tuổi mà cũng chọt chọt biết hết à. Chào không? Nên chi không có nói, mình không thể là, hồi xưa ví dụ như mình đi tới cái chùa này á, Nhung Bình nói là, nói là thầy đang ở đâu vậy? Nhung Bình đang ở chùa đây, nhưng mà Nhung Bình có thể là, Nhung Bình nói là Nhung Bình đang ở chùa khác, phải không? Nhưng mà bây giờ thời buổi này nói không có được, phải không? Mình nói mình ở chùa khác, nhưng mà quý vị thấy hiện giờ là nhiều người coi lắm, ai cũng biết Nhung Bình đang ở đây hết á, không thể nói được. Cho nên như thời buổi này không thể nói ở bên Mỹ nó như thế nào được. Chính vì vậy mà quý vị thấy cái cuộc sống ở bên Mỹ á, ngủ dậy là lo đi làm, đi làm để mà có tiền để trả tiền bill, rồi đi làm về rồi ngủ, ngủ rồi sáng dậy đi làm, nó cuộc sống nó cứ đều đều như vậy. Nhưng mà đều có cái là ở bên đó thì cuộc sống nó rất là yên ổn, là có nghĩa là cái đồng lương của nó đó nó đủ cho mình làm cuộc sống. Ví dụ như mình làm ra một ngày 100 đô đi thì mình xài thì cũng khoảng, nếu mà bill bồng này cái đi nọ, nhưng mình cho nhiều nhất thì cũng 50 đô thôi, thì cũng còn 50 đô để mà dư là trang trải cái này cái kia. Nhưng mà nhưng mình thấy cuộc sống ở Việt Nam chỉ một số người là lương cao thôi, còn đa phần á là lương không có đủ để mà sinh sống trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như Nhung Bình thấy đi về quê đó làm ngày có 200 ngàn,
Nhưng mà đám cưới, đám hỏi, thôi nôi đầy tháng, cái gì mà cứ mời hoài liên tục, cứ hết lễ này lên lễ kia cái ăn với đi nhậu không à. Nên chị cũng không có đủ tiền mà cứ nợ lên nợ xuống, thì nó trong cái mức lương mà còn cái, những cái người mà làm mức lương cao thì mình không có nói, nhưng mà đa số người dân bình thường á, thì còn mà ví dụ như những người mà đi làm mà đi vô Sài Gòn này mà để mà ở trọ là thì nó lại khác nữa, nó vất vả nữa. Thì Nhung Bình thấy là cuộc sống thì mình mở rắc ra thì mình lo đi kiếm để nuôi cho cái thân của mình, nhưng mà đến khi mình nhắm mắt á, mình không, cái thân này mình không có làm gì được hết á. Ví dụ như quý vị thiêu đi, quý vị thiêu đi thì có chút xíu cho mấy phải không, trong cái hũ thôi, vô chùa chiếm có chút xíu cho mấy, đâu có dành cho. Hồi xưa thì người ta nói dành cỡ 2 mét đất không ha, nhưng mà bây giờ là đa số là người ta thiêu. Nhưng ở bên Mỹ thì người ta hay thiêu xong rồi người ta hay rải ra ngoài sông, ngoài biển để chi quý vị biết không? Để nhớ về quê hương đất tổ người, để mà nó nói thì nói vậy thôi, cho hướng về được không quý vị? Nhưng mình nói vậy là cái thân này là cái thân tứ đại này thôi, còn cái tinh thần là một trong những cái quan trọng mà quý vị không quan tâm, phải không? Bây giờ trong cái đạo tràng của chúng ta này, bao nhiêu người quan tâm về lãnh vực tinh thần của mình? Tại vì con người mình có hai cái thân, phải không? Một bên là thể xác, một bên là tinh thần. Mình cho cái thể xác mình ăn mỗi ngày, mình linh nó mỗi ngày, sáng dậy súc miệng, rửa mặt, đánh răng, làm đẹp, làm tóc, áo quần chải chuốt, thì đó là lo cái thân thôi. Còn cái tinh thần của mình đó, bao nhiêu người lo cho nó? Quý vị cứ thả rong nó, không có cho nó ăn gì hết, không? Cứ cho nó ăn, mà có cho ăn đi nữa, cho những món ăn độc hại không à? Ví dụ như quý vị ở Việt Nam, quý vị ăn cái gì quý vị cũng sợ độc, phải không? Quý vị không có, quý vị ăn cái món này bây giờ ta bỏ thuốc nhiều lắm, ăn cũng phải lựa món mình tự tồn ra, rồi mình cái món nào mình cũng sợ hết. Nhưng mà về cái mặt tinh thần của quý vị cũng không có sợ. Quý vị để cho coi cái này rồi nghe cái kia, ví dụ như hôm nay đi về gọi điện tới bắt đầu nói xấu của bà kia, nói cho đã, quý vị không có kiềm chế, mà trong lúc người ta đang tiêm thuốc độc, phải không? Ta đang tiêm thuốc độc vô mình, nhưng mà mình cứ không có, mình không có sợ, mình cứ để cho nó vô ào ào, hoặc là mình mở mạng ra, hoặc là mình ấy ra, bắt đầu để cho nó vô. Đến khi vô đầy người rồi đó, thế đâu, khi nào vô người thì nó sao? Phải sổ, phải không? Lúc đó mà con cháu chắc của mình ai mà phá mình thì lúc đó mình sổ ra, thì lúc đó mình nói tại sao mình không giữ? Tại vì mỗi ngày mình tiêm vô mình không có chọn lọc thức ăn, mà cho nên thức ăn của cái về mặt tinh thần á, nó rất là quan trọng. Chúng ta phải chú ý về cái mặt tinh thần. Cho nên khi mà chúng ta muốn cái về mặt tinh thần đó thì mỗi ngày chúng ta phải nghe pháp, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải gần bạn lành, hoặc là chúng ta đi tới chùa. Mà thường thường cái chùa là trong những cái môi trường tốt nhất, chùa là trong một trong những môi trường tốt nhất để cho mình tu tập, phải không? Bây giờ vô đây đi, ai cũng mặc áo tràng hết, thì mình thấy bạn mình tụng kinh thì mình cũng tụng kinh, thấy bạn mình nghe pháp thì mình cũng nghe pháp. Nhưng mà về nhà thì lại khác, cái môi trường nó không có thuận tiện cho mình tu tập. Quý vị biết là cái ngôi chùa đối với Việt Nam cũng rất là quan trọng, nhưng mà đối với ở nước ngoài đó là càng quan trọng hơn. Quý vị biết là vì sao mà đất nước Mỹ họ cho người Việt quý thầy qua dễ hơn? Tất cả các diện đi thì cái diện tôn giáo là diện dễ nhất. Quý vị biết vì sao không? Biết vì sao không? Tôn giáo là đi nhanh nhất. Ví dụ như cha mẹ bảo là anh con cháu đi thì ít nhất cũng 10 năm mới đi được. Nhiều khi mới còn trẻ mà đến khi mình đi được là có vợ, có con, có chồng rồi, mới đi qua bên đó được. Mà anh em bảo lãnh anh em còn càng lâu hơn nữa. Nhưng mà tôn giáo đi rất là nhanh, tôn giáo đi rất là nhanh. Cho nên chỉ về tôn giáo đó, cái ngôi chùa bên Mỹ đó, nó rất là quan trọng. Ngôi chùa bên Mỹ không đóng thuế đất,
đi mua đồ, tất cả các món đồ mà người dân mua thì phải đóng thuế, nhưng mà người chùa mua là không đóng, không đóng thuế. Mua không đóng thuế, đất cũng không đóng, đóng thuế. Rồi người tu sĩ ở bên đó cũng rất là được ưu đãi, bảo lãnh qua rất là dễ dàng. Quý vị hiểu vì sao không? Tại vì người ta muốn cho người dân về cái mặt tinh thần. Nếu mà cái mặt tinh thần không có những ngôi chùa, không có những cái vị nhà thờ, không có những vị linh mục, không có những vị thầy, thì người dân không có thức ăn về tinh thần, phải không? Cho nên ta muốn đầu tư như vậy, cho nên ta ưu đãi về cái mặt như vậy. Mà người dân quý vị về già đi, hoặc là tuổi trẻ đi, nhưng mà chúng ta cứ quan trọng về cái thể xác mà không quan trọng về tinh thần, thì một ngày nào đó thì cái xã hội nó sẽ loạn. Cho nên ở Việt Nam mình thấy rất là vui, nhiều khóa tu mở ra, rồi thanh thiếu niên tu rất là nhiều, nghe quý thầy thuyết pháp, rồi tu mùa hè rồi rất là nhiều. Đó là những cái món ăn tinh thần rất là quý, Nhung Bình rất là vui khi có món ăn tinh thần vậy. Anh em gì quý vị, nếu mà quý vị đến cái tuổi này rồi thì quý vị cố gắng làm sao cho món, cho cái tinh thần mình ăn nhiều vô, nhiều món tốt vô, nhiều món bổ vô hơn nữa. Được như vậy cho nên thời gian nó nhanh lắm. Nó nhanh, nó vèo cái là 10 năm, vèo cái là 20 năm. Nhung Bình không có nghĩ là Nhung Bình rời cái ngôi chùa này mấy chục năm rồi. Quý vị thấy sư phụ không? Mới đây sư phụ đã rời chùa này bao nhiêu năm rồi? 6 năm rồi. Thầy trụ trì đây, thầy Nhung Từ là sư đệ. Hồi xưa thầy nhỏ hơn Nhung Bình nhiều lắm. Thầy bằng tuổi Nhung Bình, cũng sinh năm 77, bằng tuổi Nhung Bình. Nhưng mà cái thân của Nhung Bình nó to, cái xác chứ, cái xác mình to, ngồi bên là thầy có chút xíu thầy có chút xíu nhưng mà về một cái là đã mấy chục năm rồi. Bộ hôm Nhung Bình đi họp lớp là 20 năm, 20 năm mới họp mặt lớp một lần, gặp mấy ai cũng là con bồng con bé rồi nghề này nghiệp kia hết, nhưng mà 20 năm về một cái là nó, thời gian nó trôi rất là nhanh, nó nhanh dữ lắm. Không, mình vèo cái là 5 năm, vèo cái là 10 năm. Nhung Bình không nghĩ là Nhung Bình đã qua bên Mỹ là mười mấy năm rồi. Nó rất là nhanh vậy. Quý vị thấy cuộc đời của sư phụ không? Sư phụ mất rất là nhanh, ngài tịch rất là nhanh. Mà cái thời gian mà ngài, cái chùa lá đó, cái chùa tranh đó, mà nước nó vô, quý vị biết là ngồi tụng kinh mà phải để gì, mấy cái ghế, mấy cái đòn á, rồi ngồi trên cái đòn đó thì nước nó vô, mà cá đồ này kia ở dưới ngồi trên tổng kinh. Cho nên như mà không phải mà như bây giờ mà ngồi đây mà nước ở dưới sau dưới kia đâu. Ngồi bây giờ mình ngồi có giảng đường đồ, mình có đầy đủ như vậy. Đó là cái công lao của sư phụ rất là lớn. Mà ngài xây xong cái ngôi chùa này thì ngài cũng không sống được bao lâu hết. Ngài xây xong rồi ngài tịch, giống như ngài đã làm xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ đệ tử chỉ là tới rồi, còn là bây giờ tiếp nối sư phụ là chỉ là bây giờ chỉ lo về gì, cơ sở vật chất đã đầy đủ, bây giờ chỉ lo tu thôi bạn quý vị. Quý vị phải biết tới lo học Phật pháp, tới lo tu tập để trả ơn cho sư phụ. Cho ngài là vất vả lắm. Ngài xây cái chánh điện mà quý vị biết là ở nhà sau là một cái sau cái chánh điện là một cái hồ. Quý vị giống như miền Tây vậy, đi trên cái hồ đó. Rồi khi xây chánh điện cũng xảy ra rất là nhiều con người chúng ta nó nóng dữ lắm. Quý vị thấy là cái anh kia đó, Nhung Bình nhớ hoài cái chánh điện mà hiện giờ mình đang làm lễ mỗi ngày đó, đang đổ cái mê của chánh điện nha. Anh cầm cái cây, tại vì thờ hồ đó. Quý vị, chúng ta có phước dữ lắm, chúng ta biết tu tập, chúng ta biết dừng cân dừng lại. Còn những cái anh đó, anh chỉ biết làm và kiếm tiền thôi, chứ anh không có biết kiềm chế cuộc sống. Anh đang cầm cái cây mà khi mà đổ hồ vô mấy cái sắt á, cái cây mà người ta quay để cho cái hồ nó chảy xuống á. Quý vị, cái cây sắt nó mạnh dữ lắm, mà hồ xi măng không à. Nhưng mà cái cậu bên cạnh á, cậu chỉ nói một lời trái ý ảnh thôi, mà anh cầm nguyên cái dùi đó, anh bỏ một cái mà anh dùi qua bên đây luôn. Quý vị thấy cái sự nóng giận của mình ghê không? Lúc đó Nhung Bình đứng luôn. Nhung Bình thấy
sợ quá. Quý vị biết cái dùi sắt mà xi măng không mà dùi từ đây qua đây là quý vị biết là nó kinh khủng cỡ nào rồi. Anh em chị quý vị nhớ là cái, cho nên chị biết là thấy cái cuộc sống nó nóng giận, người ta không có biết tu nhiều dữ lắm, không có nói gì là trong gia đình của Nhung Bình cũng vậy, hoặc là trong gia đình của quý vị cũng vậy. Bao nhiêu người đi chùa, bao nhiêu người nghe pháp, mà đã đi chùa rồi biết tới có nghe pháp hay không, mà nghe pháp rồi có thực hành pháp hay không nữa kia, phải không? Cho nên chúng ta đã có phước, chúng ta sinh ra được người đầy đủ rồi, chúng ta phải biết nghe pháp, mà nghe pháp chúng ta phải biết thực hành, phải dừng cân dừng lại. Cho quý vị thấy là thời gian nó nhanh ơi là nhanh. Mới đây Nhung Bình mới thấy, hình như là mới cái anh đó mới đây thôi, mới xa chánh điện đây thôi, nhưng mà bây giờ nó đã mấy chục năm rồi đó. Cho còn cái thời tuổi trẻ nó qua đi nhanh lắm, quý vị hãy nắm bắt. Ví dụ như là thời bây giờ quý vị thấy đá banh không, là đi bão hay không, đi bão rồi rầm rầm ngoài đường. Chứ hồi xưa mình trẻ thời đá banh là sư phụ không có cho ra ngoài. Mấy hình đệ hồi xưa sư phụ thì ở bên Già Lam, còn cái chùa đây là cái chùa lá thôi, bác sĩ ký cúng dường lại thì mấy huynh đệ ở đây thôi. Rồi đá banh cũng đem trống đem đồ ra la hét vậy đó, mà ở trong chùa thôi mà sư phụ về cái là bắt quỳ nhang hết. Chứ không có bây giờ thì cái thời trẻ nó đã qua rồi. Cho nên chỉ quý vị thấy Nhung Bình về đây mà Nhung Bình nhìn lại những cái Phật tử cũ thì cũng ít, chỉ còn vài người thôi, còn lại mới thì đến đổi mà mấy chú tiểu này về còn nhìn không ra Nhung Bình nữa. Mà có năm Nhung Bình về lần đầu tiên á, tại vì Nhung Bình ở cũng lâu lắm mới làm được giấy tờ. Khi Nhung Bình về đầu tiên á thì chú Quả đó, Nhung Bình thầy Nhung Bi á, thì ngủ trên lầu. Nhung Bình về nói là cho thầy lên thăm thầy Nhung Bi, nó không được, giờ này giờ ngủ trưa, bắt thầy ngồi dưới đợi. Nói giờ này là giờ thì ở Việt Nam là có 2 tiếng ngủ trưa phải không, 2 tiếng phải không? Ở Mỹ là không có nha. Ở Mỹ là sáng dậy đi làm cho đến chiều luôn, chứ không có giờ nghỉ trưa. Trưa là chỉ nghỉ 15 phút ăn thôi. Trời, ở đây là phải có ngủ trưa 2 tiếng đồng hồ. Nhung Bình vô là bắt Nhung Bình ngồi dưới đợi, nói thầy nghỉ trưa, nói chú làm ơn chú đi lên, tôi nói với thầy Nhung Bi đó là có thầy Nhung Bình về. Không được, sợ nó giờ ngủ trưa là không được kêu, không được gì hết, bắt ngồi 2 tiếng đồng hồ. Thì có nghĩa là thời gian, phải không quý vị? Hồi đó mình ở đó, nhưng mà khi mình về lại là cái gì cũng mới, cái gì cũng khác. Cho nên chỉ mình tắm trong dòng sông không thể tắm 2 lần cùng một cái dòng sông đó, cùng một cái loại nước đó được, nó sẽ trôi qua. Cho nên khi mà mình nắm bắt cơ hội gì đó, mình phải cố gắng, mình phải nắm bắt cái hạnh phúc hiện tại. Hiện tại quý vị đang ngồi đây, quý vị đang nghe pháp, quý vị đang hạnh phúc, thì quý vị nhớ nắm bắt cái hạnh phúc này. Nó không có nó không bao giờ mà nó qua lại lần thứ hai đâu, phải không? Không bao giờ qua lại lần thứ hai hết. Thì quý vị thấy là thời gian nó rất là nhanh. Cho nên chị muốn nhanh như vậy, cho nên chị Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta phải quý cái thân này. Mình phải quý. Mà hiện giờ quý vị đã quý thân của quý vị chưa? Quý chưa? Quý. Quý phải không? Thấy quý vị rất là quý. Quý sao? Sáng dậy là vô nhà vệ sinh nửa tiếng để trang điểm, phải không? Ra phải đẹp, tóc phải đẹp, phải không? Quý vị phụ nữ là sức cái gì đó không biết, nhìn cho nó đàng hoàng. Quý vị đó là quý vị quý. Quý vị quý theo kiểu đó, phải không? Quý vị quý. Quý vị Đức Phật nói là được cái thân này đó, được cái thân này đó, nó khó kinh khủng. Nó rất là khó. Nhưng mà khi mình được rồi á là mình phải quý, mình bắt nó tu. Đang tu này, được cái thân này khó lắm. Không biết kiếp sau có được hay không. Kiếp sau quý vị có được thân này không? Được không? Phải ráng cho được. Mà muốn ráng cho được á thì làm sao? Quý vị biết là Đức Phật á, có một hôm Đức Phật kêu các đệ tử của Ngài đó vô, Đức Phật hỏi. Đức Phật nói là quý vị biết sông Hằng không? Biết phải không? Ở đây bao nhiêu người đi Ấn Độ rồi? Đi rồi phải không? Còn ai chưa đi?
đa số là chưa đi phải không? Sang năm đi với thầy nha. Không, tranh thủ ít nhất trong đời mình đi qua Ấn Độ một lần, phải không? Qua Ấn Độ một lần. Nhưng mình có đi xuống Tiền Giang hả? Có Tứ Động Tâm Tiền Giang phải không? Cái đó là gì, Tiền Giang phải không? À, cũng có Tứ Động Tâm vậy. Nhưng mà khi đi vô đó, cái cảm á, nó không có bằng, nó không có. À, nhưng mà không, mình chưa đi thì mình đi tới đó, mình đỡ đi. Ha, mình lại Tứ Động Tâm. Ta cũng làm trang nghiêm vậy, cũng áo tràng vậy. Nhưng mà khi đi rồi đó, à, quý vị mới biết được à, cái người Ấn Độ nó sao. Người Ấn Độ, Nhung Bình qua bên đó Nhung Bình học, tuy là cách Phật là 2,000 mấy trăm năm rồi, nhưng mà như là thấy hình như là nó mới đây, đâu đây, Đức Phật đâu đây gần mình vậy đó. Nó cảm, nó hay lắm, nó một cái sự linh thiêng màu nhiệm mà Nhung Bình không thể tả được. Quý vị đi quý vị biết chứ không, mình không thể dùng lời mà tả được. Cho nên Đức Phật nói là cái sự chứng ngộ không thể dùng lời nói được, nhưng mà tự bản thân mình chứng ngộ mới được, phải không? Chính vì vậy mà quý vị đi quý vị mới cảm được cái linh nghiệm, cái cảm giác đó. Nhung Bình không có nói ở đây, nhưng mà Nhung Bình nói là cái xứ Ấn Độ đó là một trong những cái xứ mà người ta sống tự tại vô cùng. Người ta nghèo mà người ta sống cứ ung dung tự tại. Mình nóng thì nóng, mình đi quý vị biết là mình đi mình nóng ơi là nóng. Nóng là sao? Nóng ruột á, không phải là nóng. Có nghĩa là chiếc xe nó hư, nó đậu giữa đường, nó sửa. Phía sau chiếc xe đó là nguyên một dãy mà đoàn của mình ngồi trên xe, ai nói tại sao vậy, tại sao nó đẩy qua trong bề lề mà nó sửa, mà nó sửa giữa đường. Người này nói luôn, người kia nói nóng ruột. Trong lúc mình đi là mình đi lạy Phật, mà mình chỉ đi lạy Phật thôi, còn người ta là đi công chuyện, đi làm đủ thứ, người ta không nóng, còn mình nóng hơn người ta. Mà đi xuống nói người ta cứ no problem. No problem là không có gì á. Cái dùng cái từ no problem có nghĩa là họ rất là tự tại. Con bò đi giữa đường là cứ đậu đợi con bò đi hết qua rồi bắt đầu mới đi trong xuống, là gặp mình nhảy xuống quất con bò cho đi nhanh không. Có nghĩa là nó sống cuộc sống tự tại, rất là tự tại. Nó rất là ông dông tự tại. Thì quý vị biết là nhưng mình nói lại cái thân người của mình, cái thân cái người của mình nó khó lắm. Đức Phật nói là cái sông Hằng á, sông Hằng là một trong những con sông lớn của Ấn Độ, mà người ta cho cái sông Hằng đó là một cái sông linh thiêng. Khi vừa rồi đoàn đi là thấy là người ta chết xong là người ta phải đem cái xác đó xuống rửa sông Hằng, rửa xong rồi mới đem lên thiêu xong mà còn xác cũng vứt xuống sông Hằng, mà cái người nó mới hết tội. Cái sông Hằng là một cái sông linh thiêng. Thì Đức Phật nói đó, máu của một người nha, máu của một người. Đức Phật kêu đệ tử của Ngài tới hỏi là máu của một người nhiều hay là nước sông Hằng nhiều. Thì đệ tử của Ngài mới nói là bạch Thế Tôn, nước sông Hằng nhiều. Đức Phật nói là mấy con sai hết rồi. Sai hết rồi là sao? Đức Phật nói là máu của một người nhiều hơn máu của sông, nước của sông Hằng. Tại vì mình thấy máu của mình có chừng này cho mấy, mình chỉ thấy thiển cận ngay đời này thôi. Nhưng mà Đức Phật thấy sao? Thấy nhiều đời, nhiều kiếp. Kiếp mình làm con trâu, kiếp mình làm con cá, kiếp mình làm con gà, kiếp mình làm con này con kia, làm cả đời đời kiếp kiếp. Giống như Đức Phật mà muốn thành Phật là Ngài cũng tu đời đời kiếp kiếp, Ngài tu rất là nhiều đời nhiều kiếp thì Ngài mới thành Phật, chứ không phải đùng cái là tu một kiếp thành Phật đâu. Thì Ngài nhìn như vậy, cho nên chi quý vị thấy mình dồn lại ngàn kiếp triệu kiếp của mình thì máu của mình nhiều hay ít? Nhiều lắm, phải không? Rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên Đức Phật, rồi Đức Phật mới hỏi tiếp, vậy máu của một chúng sanh nhiều hay là nước trong bốn biển đại dương nhiều? Lúc này đệ tử của Ngài sợ, không dám nói nữa. Sợ mắc mù ha, không dám nói nữa. Thì nói thôi bạch Ngài, Ngài chỉ dạy cho chúng con. Thì Đức Phật mới dạy tiếp, máu của một chúng sanh
còn nhiều hơn biển, à, bốn biển đại dương nữa. Nó nhiều vậy á quý vị. Là quý vị biết là quý vị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi nó biết bao nhiêu rồi. Đâu phải hôm nay đâu, đâu phải 100 năm hoặc là 50 năm, 60 năm đâu. Nó nhiều lắm rồi. Không, bị cưa, bị chặt, bị xào, bị nấu, bị đủ thứ hết. Quý vị đâu có biết, phải không? À, tại vì Đức Phật đã nói là máu của một chúng sanh mà cạn hơn bốn biển lẫn mà. Thì mình biết bao nhiêu lần lên chảo. Ở cái nước Việt Nam mình á, có những cái lễ hội mà chém trâu, phải không quý vị? Ở tên dân tộc á, quý vị bây giờ vẫn còn, phải không quý vị? Ở ngoài phía ngoài dân tộc ngoài phía Bắc rồi đó, lễ hội chém trâu, chém heo mà chặt mà máu vung vãi khắp nơi. À, quý vị biết bên Thụy Sĩ á, bên Thụy Sĩ nha, nó có một cái đảo, mà cái đảo đó đó mỗi năm là cá voi nó đi vô trong cái đảo đó, là nó có một cái eo biển, có một cái eo biển, thì nó có một cái cửa eo biển, thì nó có cái cửa biển, phải không quý vị? Thì mỗi năm thì cá voi nó đi vô trong cái eo biển nó chơi, thì người dân của Thụy Sĩ đó đó, cái đảo đó đó, người ta đem người ta chừng lại, ta chừng cái eo biển nó lại, bắt đầu người ta la, ta hét, ta đập nước, thì cá voi nó sợ, nó bắt đầu nó nhảy hết lên trên bờ, ta nhảy hết lên trên bờ, trên cát á. Thì theo cái phong tục của cái người Thụy Sĩ đó đó, những cái anh thanh niên nào đó mà ra cầm dao mà chặt, chém, giết nhiều cá voi thì thể hiện mình là một nam tử hán, một lực sĩ. Thế là mấy anh thanh niên ở cái vùng đó là cứ cầm dao ra tha hồ mà chém cá voi. Khi xong rồi đó, quý vị thấy là máu là nguyên một vùng đỏ rực. Là quý vị biết là con cá heo thì nó lớn, phải không quý vị? Quý vị thấy là những cái người mà họ làm cá heo là máu me đầy người vung vẩy. Quý vị nhớ thời hồi Nhung Bình nhỏ mà đi dắt nhà nuôi bò đó, rồi dắt bò đi giao cho người ta để làm lễ thịt đó. Cũng là cái người mà làm thịt bò đó, giết con bò cũng máu đầy người. Là có nghĩa là họ lấy cái búa tạ, họ đập một cái nơi cái đầu con bò á. Rồi bắt đầu họ lấy con dao họ thọt, phải không quý vị? Là máu nó văng ra tứ tung luôn, là đầy. Là có nghĩa là Nhung Bình nói vài chuyện như vậy là quý vị biết là máu của một chúng sanh chúng ta nó nhiều cỡ nào rồi. Nó rất là nhiều, phải không? Thì Nhung Bình nói đến cái thân người, thì quý vị muốn làm được cái thân người đó thì quý vị phải giữ năm giới. Một người Phật tử quan trọng nhất là năm giới. Quý vị ở đây quy hết chưa? Hết rồi. Có thuộc năm giới không? Thuộc, phải không? Không thuộc nữa là thôi á. À, cho nên Đức Phật dạy là căn bản nhất là chúng ta phải thuộc năm giới, chúng ta phải giữ năm giới. À, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì năm giới này quý vị có giữ được mấy giới? Giữ được mấy giới? Hết năm giới luôn không? Nếu mà chúng ta giữ được năm giới trọn vẹn thì kiếp sau chúng ta mới làm người nha. Mới làm người nha. Mà giữ bốn giới thôi kiếp sau thì vẫn còn ở cái cõi nào? Ha? Thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình ở cõi nào? Bây giờ mình nhắm kiếp sau mình ở cõi nào đi? Mình làm con gì là làm người là làm gì? Còn mà nói thôi con không làm gì, con chỉ làm Phật mà thôi. Con không làm người, con làm Phật mà thôi. Người nó cũng vất vả lắm, cũng phiền não, cũng giận hờn, thương ghét, cũng đủ thứ hết. Con làm Phật thôi khỏi giận hờn, thương ghét. Được không? Khó mới làm được chứ. Thì khi mà chúng ta biết được cái cuộc sống mà nó khó làm người như vậy đó, thì chúng ta phải cố gắng làm sao? Tu. Mà tu á, thì làm sao? Chúng ta nghe Pháp nhiều. Cái quan trọng nhất là chúng ta đừng có giận. Cái giận của mình á, cái nóng của mình á quý vị nha, nó phá cái cuộc sống mình dữ lắm. Nếu mà một con người mà không bình tĩnh sống nha, không giữ thăng bằng ha, thì mình làm cái gì nó cũng hỏng việc hết á.
nó cũng hỏng việc hết á. Dù mình tu, mình làm, mình cố gắng đủ thứ chuyện, nhưng mà khi mình dần mình nóng lên cái là mình xóa hết tất cả những cái công đức mà mình đang tu, mình đang cố gắng. Quý vị biết là Nhuận Bình dắt đoàn đi Ấn Độ ha, đã phát nguyện đi Ấn Độ ha, tốn tiền ha, tốn thời gian ha, mà những người nào mà đi Ấn Độ là cái người nó cũng là có duyên dữ lắm đó, có duyên với Phật dữ lắm á, mới sắp xếp được nhà cửa, vợ chồng, mới chồng cho mình đi cũng đâu có dễ, con cho mình đi cũng đâu có dễ. Nếu mà già quá thì nói là mẹ đi không nổi đâu, qua bên nó ăn vất vả, ngủ vất vả đủ thứ hết á, mẹ đi không nổi đâu, con cho đi. Nhưng mà trẻ thì mẹ đi ở nhà ai lo, con đi học, cháu đi học ai lo, được tiền đâu. Cuộc sống mẹ là ba đi thì nói là ba là trụ cột trong gia đình rồi, ba đi rồi ở nhà tiền đâu có. Nó đủ thứ nhân duyên, đủ thứ ràng buộc, đủ thứ chướng duyên hết á, đủ thứ chướng duyên mình đi không được. Cho nên khi mình sắp xếp đi được rồi thì mình ráng coi đó, mình lạy Phật để tích phước, để mình hiểu được cuộc đời của Đức Phật như thế nào. Nhưng có những người không hiểu vậy, đi qua bên còn sân, còn nóng, còn tranh giành từng cái miếng ăn, rồi tranh giành từng cái phòng ngủ, rồi tranh giành từng chút, mình thấy uổng không? Uổng phải không? Đâu phải là mình qua bên đó. Quý vị biết là có cô Phật tử đó, cô đổi 200 đô để cô làm từ thiện, tại vì qua bên đó là người xin nhiều lắm, mình phải đổi tiền nhỏ ra để mình đi từ thiện. Cô đổi 200 đô. Thì khi cô đổi ra xong rồi đó, cô về trong phòng của cô đó, cô mới để trong cái túi của cô á, rồi cô để dưới cái giường nằm á, dưới cái gối nằm á, cô sợ. Đến sáng mai đoàn dậy đi, để mà đi tiếp tục cái hành trình đi chiêm bái Phật tích á, để mà rồi cô mới lấy tiền ra. Cô lấy tiền ra, cô mới để mà đi làm từ thiện. Khi cô lấy ra, cô không có thấy nữa. Lúc đó cô giận. Cô giận, cô đi xuống dưới. Mà khi mình giận thì quý vị biết rồi, những danh từ gì tuôn ra, phải không? Không biết ở đây quý vị giận quý vị nói sao, nhưng mình không biết. Quý vị giận quý vị nói lời hay đi, ý đẹp hả? Và tên xe đó, năm nào Nhuận Bình đi Ấn Độ á, Nhuận Bình cũng khoe Ấn Độ hết á. Khoe cái gì biết không? Nhuận Bình nói á, quý vị qua Ấn Độ quý vị yên tâm, Ấn Độ người ta nghèo nhưng mà người ta không có ăn cắp, người ta không ăn trộm, người ta không bao giờ ăn cắp ăn trộm hết á. Người ta nghèo khổ hơn mình nhưng mà người ta không ăn cắp ăn trộm, quý vị yên tâm đi. Nhuận Bình khoe cái điều đó không à? Tên xe Nhuận Bình khoe cái điều đó. Mà quý vị, mỗi lần quý vị cho là những em giật giật đó là tại vì mấy em sợ, mấy em không có đến phần mấy em, tại vì đông quá thì mấy em giật trên tay mình thôi. Cho còn tiền mà mình lồi mí ở đây nó cũng có móc trong túi mình ra đâu. Quý vị đi Ấn Độ rồi quý vị biết phải không? Nhưng mình khoe cái điều tốt đó. Nhưng mà cô này đó, cô mất tiền xong rồi đầu, cô la rồi, cô la thầy luôn. Thầy nói không ăn cắp mà tiền của con để tung túi mà còn để dưới dựng nằm mà còn mất, đừng có nói. Cô nói đủ thứ hết. Thì nói cô bình tĩnh, bình tĩnh cô, để từ từ giải quyết. Bắt đầu đi xuống dưới reception á, nơi cái chỗ mà cái quầy á, nói là tại vì bên khách sạn là cái sàn bây giờ thời buổi hiện đại mà, khách sạn nào cũng có camera hết mà, phải không? Ngồi tua lại mà tua lại cả mấy tiếng đồng hồ quý vị ha. Ngồi đó coi thử có ai vào phòng không. Nếu mà có người vào phòng thì mới mất, còn người vào phòng thì đâu có mất. Cô về cô làm trần, cô nói là nào là gì nghèo thì cho, xin gì tầm lum lum, có nghĩa là những cái từ đó thôi, quý vị biết, quý vị hiểu mà, cuộc sống mà, phải không? Khi ngồi tua lại thì không có ai vô phòng hết. Thôi cô đi lên lại cô coi thử coi. Lên dở gối ra nguyên đống tiền nằm đó. Cô nghĩ là cô bỏ trong giỏ, nhưng mà cô bỏ dưới đâu? Đầu nằm, già mà. Cái chuyện đó chuyện bình thường không? Một ngày Nhuận Bình tìm cái điện thoại với cái kính biết bao nhiêu lần.
mới có bốn mấy tuổi thôi đó, huống gì mà 70-80 tuổi, phải không? Đó, chuyện là chuyện bình thường, nhưng mà cái gì nó xảy ra thì mình phải bình tĩnh cái đã, từ từ giải quyết, đừng nóng vội, phải không? Đừng nóng vội. Thì khi tìm ra rồi đó, điều cô này cô hay, cô rất là hay, đi xuống dưới xin lỗi. Có những người làm xong không xin lỗi, phải không? Vì sao không xin lỗi? Sĩ diện là cái gì? Cái ngã, phải không? Cái mặt tôi đi mà đi xin lỗi hả? Đẹp trai muốn chết thì xin lỗi, phải không? Sĩ diện, cái ngã của mình cao, không có xin lỗi. Nhưng mà coi xuống xin lỗi reception, xin lỗi mọi người. Cũng trong cái sàn đó, đó là cái cô đó buổi sáng nha. À, cô đó là bữa tối chứ. Sáng mai lại, nhưng mà hôm đó cái sàn nó xui, nó đòi gặp đoàn mình vô chứ. Sáng mai lại cũng có một cái cô, cô còn làm dữ hơn cái cô đó nữa. Đúng là cái khách sạn nó xui thiệt. Nhưng mình đang kể những cái nóng giận bình thường trong cuộc sống để quý vị có kinh nghiệm, chúng ta đừng có nên nóng giận. Ngó giờ chơi khó lắm, từng chút một. Đức Phật nói không gì cao xa, chỉ có trong cuộc sống bình thường mà mình giữ được á, không? Mình giữ được là mình tu rồi đó. À, mình giữ được bình tĩnh là mình tu rồi đó. Cô đó đó, Nhung Bình dặn quý vị sáng mai check out, là có nghĩa là lấy hết hành lý ra để xuống dưới cho mấy người nhân viên họ đưa hành lý lên trên xe, rồi mình đi ăn sáng. Ăn sáng xong mình lên xe mình đi tiếp tục hành trình của mình. Ở Ấn Độ là sướng lắm, cứ một đêm một khách sạn, cứ đêm nào một đêm một khách sạn thôi à, cứ check out, check in hoài thôi. Thì cô này đó, ai cũng làm như vậy hết á, nhưng mà cô này cô không, cô làm khác là cô nghĩ á. Cô cũng đem vali xuống hết rồi, nhưng mà cái túi xách tay của cô á, cô vẫn để trên phòng. Cô nói là cô để trên phòng, khi ăn sáng xong cô đi lên vệ sinh xong xuôi rồi cô xuống. Cô nghĩ là cô kiểu như khôn hơn người ta chút xíu, phải không? Tại vì ăn xong rồi còn đi lên vệ sinh, rửa mặt đồ nữa. Còn nếu mà mình trả phòng thì cũng có phòng vệ sinh đồ này kia nên nọ. Mà khách sạn thì người ta vẫn có phòng ở dưới mà. Nhưng mà cô để thêm tiền tip là tiền bo đó, là tiền bồi dưỡng đó ha, ở đó nữa. Cô đi xuống, cô ăn xong, cô đi lên, không thấy tiền bo trên bàn mà cũng không thấy cái túi sách của cô luôn. Nhảy xuống đần đần, ôi trời, cái cô này cô nhảy từ trên nó, cô nhảy xuống dưới luôn. Cô làm mà hả, làm cả đoàn chơi với luôn, là có nghĩa là cô làm, tại vì cô này cô trẻ hơn cái cô kia, cô còn sức hơn cô còn sức để nhảy để la hơn. Mà mình nói cô bình tĩnh làm gì dữ, mà mình năn nỉ, mình nói đủ thứ chuyện hết đó. Thì cô dữ lắm, nói qua trời nói luôn. Rồi cô cũng nói thầy nữa, thì thầy nói đó ta lấy tiền tiếp thôi, tiền bo thôi, cái giỏ con cũng lấy luôn. Bắt đầu đi tìm cùng, đi vô phòng tìm cùng hết, không có. Mà phải đoàn thì trễ xe rồi, đoàn thì lên xe hết rồi, mà cô làm rầm cả khách sạn hết á. Nếu mà ngồi mà return lại mà quay cái camera lại thì lại mất mấy tiếng nữa, mất hết ngày của đoàn. Thôi đi tìm lại nữa đi, cố đi tìm lại nữa. Cuối cùng cái anh mà nhân viên trong khách sạn á nói, cô đưa cái chìa khóa phòng đây lại đi. Lên tới gì cô đi lộn phòng. Nhưng mà cô này thật sự cô không có xin lỗi. Không xin lỗi. Tại vì cô làm quá đà. Thường thường mình làm quá đà là mình hay quê, phải không? Quê thì sao? Khó huề, phải không? Cô khó huề. À, cô khó huề. Thì những cái đó là sao? Tu, phải không? Tu là tu những cái chỗ đó đó quý vị nha. Đi hành hương lạy Phật, qua xứ Phật, thì những cơn nóng giận đó, những cái trong cuộc sống hàng ngày của đó, thì quay lại đi cuộc sống hàng ngày của quý vị,
hàng ngày ở nhà quý vị có nóng vậy không? Nóng không? Có la con, la chồng hay là la vợ vậy không? Nóng phải không? Nhiều khi mình không kiểm soát được, mình không có kiểm soát được. Anh em chị đi hành hương, đi từ thiện, hoặc là đi mỗi ngày như vậy, là trong lần đi như vậy là trong cái sự tu tập của mình. Mình vừa đi vừa tu tập. Khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình phải thông cảm những cái người trong cuộc sống hàng ngày của mình, thông cảm những cái người mà họ có những tật xấu đó, mình thông cảm, mình gần gũi họ. Mình gần gũi họ, mình đặt cái mình á vô trong cái địa vị của họ để mình thông cảm, mình khuyên họ, mình giải bày họ chứ đừng có ghét họ. Có những người á thấy như vậy rồi ghét, hoặc là cái quán mà bên mình mà làm ăn lên là mình ghét, mình tìm cách mình trù, mình ếm, hoặc mình làm cho họ bán thua mình. Họ là họ cái gì mà giỏi hơn mình, thậm chí đẹp hơn mình cũng ghét nữa. Phải không? Không ảnh hưởng gì mình hết, đẹp hơn mình cũng ghét nữa. Mà cái người nhiều người thích hơn mình cũng ghét nữa. Mình tìm đủ mọi cách làm cho họ thua mình thôi. Quý vị nghe cái câu chuyện mà dầu đổ bìm leo chưa? Hả? Có chuyện dầu đổ bìm leo đó. Đó là cái chuyện dân gian, nhưng mà nó mang một cái tính ý nghĩa rất là hay. Dầu là cái hàng dầu phải không? Hàng dầu. Mấy đứa con biết hàng dầu không? Hả? Mấy chú tụi biết dầu không? Biết hả? Mấy chú tưởng biết dầu. Dầu là cái hàng rào đó, gọi là cái hàng dầu ha. Hàng rào đó, người ta chặt những cái cây, người ta đóng thiệt sâu, ta làm thành cái, ta cột lại, ta thành làm cái hàng, cột thành cái hàng rào. Thường thường mà ở quê đó, người ta làm, người ta trồng cái xà lách, cải, rau, rồi để ta làm vườn á, là ta làm cái hàng rào, ta để làm gì? Để chó gà đồ nó khỏi, khỏi phải vào, gọi là cái hàng dầu. Thì mấy cái bìm bìm á, cái bìm bìm á thường thường nó hay nhờ mấy cái hàng rào này nó leo lên. Nó leo lên để nó sống, để nó vươn lên, để có ánh sáng. Nó có ánh sáng để nó sống. Cây có gì nó không phải cần ánh sáng đó, cho còn để trong tối mà ví dụ hoa cây mà để trong nhà riết nó cũng chết, nó phải nhờ ánh sáng mới sống được. Thì cái dầu này nó hay leo lên những cái bìm bìm này, hay leo lên những cái hàng dầu nó để nó sống. Thì khi mà trong mùa đó, thì cái hàng dầu này nó có nhiệm vụ là giữ chó mèo. Nên chỉ mấy cái bìm bìm nó leo lên á, thì cái dầu nó mét ông chủ. Nói à, ông chủ ơi, mấy cái cây bìm bìm này nó cứ leo, nó bò trên đầu trên cổ tôi không à. Suốt ngày nó cứ đè đầu đè cổ tôi à. Thì tôi khó chịu dữ lắm. Thì cái ông chủ ông thấy vậy, ông ra ông chặt hết, ông giật hết mấy cái bìm bìm đi, để cho cái dầu, cái hàng rào nó đứng, nó được thoải mái. Nhưng mà qua mùa màng xong rồi đó, nào là đậu, nào là xà lách, đồ cải, rồi nó thâu hết rồi đó, thì cái hàng rào này nó không có tác dụng nữa phải không? Lúc đó chó mèo vô thì mặc kệ, cho nên chi mà mưa, thời gian qua mưa gió thì cái hàng rào nó ngã xuống. Ngã xuống thì mấy cây bìm bìm á, nó nói là bây giờ đó, cái hàng rào nó nằm xuống vậy cũng đâu có tác dụng gì đâu, thôi bà con mình leo lên để mà có ánh nắng mình sống ha, thì cũng có ích hơn. Thì bắt đầu bà con cây bìm bìm, cây leo nó leo lên phủ hết cái hàng rào, phủ hết cái hàng rào. Thì lúc đó cái hàng rào nó mới la không được, bắt đầu nó mới kêu ông chủ. Ông chủ ngó ngàng gì nữa, kêu bây giờ hết tác dụng rồi. Phải không? Ông nói bây giờ cho leo thoải mái, không để ý nữa. Thì cái câu chuyện này đó, ý nói là khi một người mà ta đã ngã xuống rồi đó, mà mình không thương tiếc họ, phải không? Mình lừa cơ hội, mình còn đạp họ luôn. Thì giống như tên cộng đồng mạng cũng vậy. Khi mà người ta đã có cái chuyện gì rồi đó, phải không quý vị? Bắt đầu hết người này đến người kia, bắt đầu ua nhau chửi, ua nhau làm cho người ta tan nát hết thôi. Mà khi người ta đang tốt, tươi, đẹp, bắt đầu sức mạnh là bắt đầu khen đá để, cứ đua nhau đá để. Thì cái cuộc sống hàng ngày của mình thì nó là như vậy. Cho nên Đức Phật nói là dù một việc nhỏ mà đó là việc lành thì mình cũng không nên tán. Chúng ta không cần học đâu xa hết á, học Đức Phật của mình thôi. Ngài Đức Phật của mình á,
Ngài Đức Phật, Ngài nói là một hôm đó Ngài đi khất thực về. Thời xưa là đi khất thực phải không quý vị? Cứ buổi sáng là thầy trò dắt nhau bưng bình bát đi ra đủ, gần đến trưa lại về, về cúng rồi dùng cơm trưa. Ở trong chùa không có bếp, không có gì hết. Dùng trưa xong rồi chiều nghỉ ngơi, tu tập. Thì một hôm Đức Thế Tôn với đệ tử của Ngài đi khất thực về. Đi khất thực về thì nghe một tiếng ho ở trong phòng á. Thì Đức Phật mới hỏi Ngài A Nan là tại sao cái vị tỳ kheo đó đó không đi khất thực mà ở nhà. Thì Ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này hôm nay bị bệnh, và cái vị tỳ kheo này bệnh không đi khất thực được. Mà Đức Phật nói là vậy, có ai lo cơm cháo gì chưa? Thì Ngài A Nan mới bạch rằng cái vị tỳ kheo này vừa lớn tuổi mà vừa khó chịu, mà vừa hôi hám, không ai hầu hạ được hết. Mấy vị gì vậy? Lớn tuổi có hay khó chịu không? Người ta nói là lớn tuổi là đổi tính, nhưng mà cũng có người, phải không quý vị? Có những người dễ thương lắm chứ bộ, phải không? Thì khi mà khó chịu như vậy á, cho nên Nhung Bình nghĩ là những cái người mà làm trong viện dưỡng lão á, những cái người đó tu dữ lắm á. Chứ còn không là thôi la mấy ông già bà già mệt luôn á, phải không? Tại vì nào là vệ sinh, nào là tiểu tiện, đủ thứ hết. Mình còn ngồi đây cho quý vị đi vô trong mấy cái chỗ viện dưỡng lão, quý vị nghe mùi. Quý vị có phước được con cái chăm sóc ở nhà thì còn đỡ. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi là Ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn như vậy, vị này khó chịu quá, cho nên chi không có vị thầy nào tới để mà chăm sóc hết. Không có ai mà tới chăm sóc hết. Ví dụ như mà chú tiểu này mà nghe tới vậy là kêu tới la liền, không? Kêu lên, bắt đầu kêu mấy thầy lên la. Tại sao vậy, tại sao vậy? Nhưng Đức Thế Tôn không la, không rầy, không gì hết. Đức Thế Tôn nói với Ngài A Nan á, vậy con nấu một nồi nước. Ngài A Nan nấu một nồi nước nóng xong, và Đức Thế Tôn với Ngài A Nan vô tắm cho vị tỳ kheo đó. Vô tắm xong nấu cháo cho vị tỳ kheo đó, đó ăn. Thì mấy vị tỳ kheo đệ tử của Ngài nói là Ngài là một vị Đức Thế Tôn, Ngài là một Đức Thế Tôn mà còn đi tắm cho một vị tỳ kheo nhỏ như vậy, một tỳ kheo bệnh như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói là Đức Thế Tôn đã đời đời kiếp kiếp, nhiều đời nhiều kiếp trước, Đức Thế Tôn đã phát nguyện là dù một việc nhỏ đó là việc thiện thì Ngài cũng không bao giờ giờ bỏ, không bao giờ tránh hết á. Chính vì vậy dù kiếp này Ngài là Thế Tôn, Ngài vẫn thấy việc đó là lành, là Ngài vẫn làm dù đó là việc nhỏ. Mà rất là nhiều chuyện của Ngài dạy Đức Đệ, Ngài dạy đệ tử của Ngài như vậy, chứ không phải là một chuyện nha. Giống như một hôm Ngài đi ngang qua có một vị tỳ kheo lớn tuổi mà sâu kim. Quý vị ở đây biết tới thời buổi này còn sâu kim không ta? Còn, phải không? Nhung Bình 40 mấy tuổi rồi mà sâu kim không được nha. Tại vì nó nhỏ quá mà cứ le cái lưỡi ra liếm 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 rồi. Còn không? Còn vậy không? Ở Việt Nam mình có nhiều cái mà ở nước ngoài không có. Thứ nhất là chụp cái đầu rồi mò ra là con chỉ cái bỏ miệng cắn. Bây giờ còn không? Hả? Bây giờ có chí nữa không? Vậy mà có người con Mỹ mà vẫn còn chí nha. Những cái cảm giác đó, hồi xưa Nhung Bình thấy mẹ Nhung Bình đó, cứ thấy đứa nào đi ngang qua, vô đây con, vô đây con. Cứ ngồi ở dưới cái đầu, đè cái đầu ra, cứ môi môi môi, thấy con nào bò bò ngang, chụp một cái bỏ không miệng, cắn cái bố. Không có thuốc trị nên chỉ bò đầy đầu. Còn rệp nữa chứ, hồi xưa Nhung Bình ở Bắc Nhã là thôi, tối nó cắn rệp ở giường đó chứ, nó tiểu ở giờ kinh. Thì quý vị thấy Đức Thế Tôn á, mới
mới thấy đi ngang qua, đi ngang qua mới thấy cái vị tỳ kheo xỏ cái kim để mà nhíp áo quần á, nhưng mà lớn tuổi rồi đâu có thấy, cứ xỏ hoài nó không có vô. Cho nên Đức Thế Tôn mới đứng lại và ngài nói là đưa cho ngài sau cho. Vậy là ngài giúp cái vị tỳ kheo lớn tuổi đó, ngài xỏ sau kim xong ngài giúp đó. Thì thực sự là hồi xưa tất cả đệ tử của ngài thấy ngài là một vĩ đại, phải không quý vị? Đức Thế Tôn của chúng ta là một rất là vĩ đại, mà vĩ đại từng việc nhỏ chứ không phải là vĩ đại những cái việc to lớn, có nghĩa là mình làm lớn rồi mình làm thầy rồi, là mình làm Thế Tôn rồi, là mình làm ông này ông kia, những việc nhỏ đó mình không làm. Nếu mà mình việc nhỏ đó mình không làm là mình không phải là vĩ đại, phải không? Mình không phải là vĩ đại. Thì mới hỏi ngài là Thế Tôn rồi mà cái sao những cái việc nhỏ như sâu kim thôi, cái kim nó sâu qua thôi mà ngài cũng tới ngài giúp. Thì Đức Thế Tôn cũng nói là tại vì ngài đã phát một cái nguyện, dù việc nhỏ mà đó là việc lành thì ngài cũng không có bỏ qua, ngài làm. Thì nó rất là nhiều chuyện mà Đức Thế Tôn làm mà chúng ta chỉ học, đó là những cái đó là mình học hồi học mãi, mình chỉ học những chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi mà mình làm thôi là mình đã tu rồi, phải không? Mà nếu mà mình tu như vậy không khéo mình thành Bồ Tát á, phải không? Chứ còn mình tu đâu cho xa. Những cái chuyện cao trên trời trọng vọng mình học, mình làm hoài mà mình làm không có tới, phải không? Mình nói đỡ đâu trên trời, nhưng mà những cái việc nhỏ nhỏ Đức Thế Tôn làm, những Đức Thế Tôn mình làm theo không có được. Ở đây là có nhà bếp lên ngồi đây nghe, không phải là ngồi dưới nấu. Ban tài soạn chùa mình á, có không? Ban tài soạn lên không được ngồi đây hả? Ban tài soạn là lo nấu ăn hả? Quý vị sướng không? Đi tu là có ban tài soạn lo ha, nấu ăn ngon lành. Nhưng mà cái ban tài soạn là một trong những cái ban quan trọng lắm nha. Bất cứ khóa tu nào, cái ban tài soạn là một trong những cái ban quan trọng. Nấu cho mình ăn những món ngon, mình ăn xong mình tu. Nhưng mà quan trọng là sao? Với điều kiện là cái ban đó đừng có nóng. Cái ban đó mà nóng là cho mình ăn là mình nóng hết, mình tu. Phải không? Tại vì quý vị biết cái năng lượng lành hoặc là năng lượng dữ nó truyền qua rất là nhiều. Quý vị thấy khi mà mấy thầy đi cúng á, quý vị mà đi ăn vị đi chú nguyện từng Phật hoặc là chú nguyện cầu an cầu siêu hoặc là đám ma gì đó, mấy thầy bưng cái bình nước, cái ly nước phải không, rồi mấy thầy bắt ấn phải không, rồi bây giờ nhóm cái bông phải không, rồi sao rảy phải không, làm chi vậy, mê tín dị đoan phải không? Làm chi vậy? Quý vị biết rằng cái năng lượng lành nó quan trọng lắm. Giống như nấu ăn vậy đó. Nếu mà cái tâm của những cái vị nhà bếp á, họ lành, họ thiện, họ truyền cái năng lượng lành thiện đó vô những cái thức ăn, phải không? Họ hoan hỷ, nó hạnh phúc quá, hôm nay được tới chùa Bát Nhã nấu ăn cho khóa tu bác con trai, hạnh phúc quá. Thì mình ăn là mình cũng hạnh phúc quá, phải không? Mình được tu và được người nấu ăn hạnh phúc quá. Còn cái người đó mà nấu ăn cái miệng bầm bầm cực khổ vất vả, nóng, mấy người nó ăn xong chịu dẹp chịu dọn gì hết gì đó, ăn xong chỉ biết niệm Phật ngồi Nam Mô Nam Ni không bầm bầm vậy á, thì đó là những món ăn độc hại, phải không? Tại vì cái năng lượng nó truyền vô thức ăn, truyền vô nước. Thì mấy thầy đi cúng cũng vậy, mấy thầy đem cái năng lượng lành, năng lượng thiện mà mấy thầy tu được, mấy thầy giữ giới được, mấy thầy lặng mà truyền vô cái ly nước đó, phải không? Mà truyền vô cái ly nước đó và mấy thầy ban ra cho cái gia đình đó, ban ra cho cái người mất đó. Cho nên chỉ cái năng lượng lành thiện đó, cái oai lực của cái sự cầu nguyện nó có, chứ không phải là không có đâu. Có từ thời Đức Phật. Biết quý vị biết cái ngày vô não không? Biết ngày vô não không? Vô não phải không? Vô não sao lẫn? Lành hay dữ? Dữ không? Giết biết bao nhiêu? Nhiều người. Nhưng mà khi Đức Phật hóa độ ngài rồi đó, ngài tu rồi đó, thì ngài đi trên cái rừng, ngài đi ngang qua cái rừng, thì ngài gặp một cái người đó đang mang thai chuẩn bị sinh, đau la thảm thiết,
Nhưng mà Ngài muốn cứu cái, muốn giúp cái người phụ nữ đó bớt đau đi, thì Ngài không biết cách nào hết. Ngài về, Ngài bạch với Đức Thế Tôn, nói làm sao mà con giúp được cái vị này hết đau, con thấy đau quá, con chịu không nổi. Thì Đức Phật, Đức Thế Tôn mới nói Ngài vô não á. Lúc đó là tu rồi là thầy mà, hồi xưa là vô não là giết người, nhưng mà bây giờ là tu rồi là thầy. Thầy về đó, thầy đi tới cái chỗ cái người mà mang thai mà chuẩn bị sinh nở đó đó, và Ngài nhắm mắt lại và cầu nguyện. Cầu nguyện sao? Là trong thời gian con tu tập, từ khi con xuất gia đến bây giờ, con đã giữ giới không sát sanh gì đó, hoặc là con đã làm cái điều thiện gì đó, thì con đem hết cái năng lượng thiện lành giữ giới đó, con hồi hướng cho cô này được sanh ra mẹ tròn con vuông, thì cái năng lượng lành đó sẽ giúp được cái người này sanh ra mẹ tròn con vuông và hết đau. Thì đó là năng lượng thiện lành mà mình tu mà có, mình thực tập mà có. Thì nấu ăn cũng vậy, mình thực tập cái tâm nguyện lành, mình bỏ vô trong cái món ăn, thì mình ăn thì mình, cái người ăn đó nó sẽ thiện và lành. Mấy thầy cúng cũng vậy, đem cái năng lượng thiện lành vô cái ly nước đó và chú nguyện cho gia đình đó, thì gia đình đó sẽ được thiện, thiện lành. Mà thiện lành đó từ đâu có? Từ tu tập mà có, phải không? Thì chúc quý vị có một ngày an lạc, hạnh phúc. A Di Đà Phật.